Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ, là ngày 6 tháng 12 Ở Việt Nam đó các bạn đã bước qua là ngày thứ tư rồi, ngày 7 tháng 12 Và hôm nay đó các bạn nhìn vào chứng khoán Hoa Kỳ các bạn sẽ thấy được là cũng tương tự như là ngày hôm qua ở một điểm là chúng ta tiếp tục thấy chứng khoán Hoa Kỳ là một màu đỏ hôm nay cả ba chỉ số các bạn nhìn vào Dow Jones, S&P 500 hay là Nasdaq đều rất là đỏ và đây là cái ngày thứ tư liên tục mà chỉ số S&P 500 đi xuống rồi các bạn khi mà chúng ta nhìn vào crypto đó thì crypto trong vòng mấy ngày qua thì giá cả cũng tương tự và thôi không có tiếp tục xuống thêm nữa vì lý do tại sao mà chúng ta thấy chứng khoán Hoa Kỳ đã liên tục đỏ như vậy thì hôm qua tôi cũng làm một cái video chia sẻ cái suy nghĩ cá nhân của Thuận rồi tôi nghĩ là bây giờ chúng ta đã thấy một cái sự thay đổi liên quan đến những nhà đầu tư trước đây đó những nhà đầu tư họ lo sợ đến phép tăng lãi suất hơn là họ lo sợ về suy thoái tài chính bây giờ đó thì thường cảm thấy được là bây giờ họ đã bắt đầu có cái sự lo sợ thật sự về suy thoái tài chính rồi. có khi các bạn nhìn vào một số những định nghĩa mà nói là chúng ta đã đi vào suy thoái tài chính ở Hoa Kỳ nhưng mà thật ra đó các bạn nhìn vào cái phản chung của thị trường chúng ta nhìn vào cái chỉ số phần trăm thất nghiệp vẫn đang rất là thấp chúng ta nhìn vào cái nền kinh tế trước đây vẫn tốt bây giờ bắt đầu đã có nhiều dấu hiệu là đang chuyển hướng rất là xấu rồi. Chúng ta cũng bắt đầu nghe rất nhiều những cái thông tin liên quan tới công ty này sa thải nhân viên, công ty kia sa thải nhân viên. Mới đầu chúng ta thì nghe nói tới những cái công ty liên quan tới công nghệ mà thôi như là chúng ta nói tới Netflix, chúng ta nói tới Amazon nhưng mà bây giờ nó đã lan tỏa thêm nhiều ngành khác rồi. Giống như thường đã từng chia sẻ với các bạn, cái gì cũng cần thời gian hết. Chúng ta sẽ thấy phần trăm thất nghiệp tăng lên chứ không phải là ngay lập tức chúng ta sẽ thấy được là cái sự ảnh hưởng nó sẽ lan tỏa từ từ ra cũng giống như là chúng ta thấy phần trăm lạm phát không phải là một ngày, hai ngày mà nó tăng mạnh như vậy cần thời gian để mà cái số tiền in ra thấm vào trong thị trường Bây giờ cũng tương tự các bạn thấy được là Fed tăng lãi suất muốn làm cho nền kinh tế chậm lại thì cũng cần thời gian để mà thấm vào và cho tới bây giờ có nghĩa là gần như là 10 tháng sau khi mà Fed tăng lãi suất chúng ta đã thật sự bắt đầu thấy nền kinh tế có rất nhiều những dẫn chứng đã chậm lại rồi và đương nhiên những điều này đó làm cho nhiều người bắt đầu có sự lo lắng và bản thân thuận đó khi mà thuận nhìn vào LinkedIn đó, những người mà thuận đã từng làm việc chung trước đây cũng đã có một số người thất nghiệp rồi các bạn và họ không có nhiên về một ngành nào hết mà các bạn thấy được là thất nghiệp đến từ khắp nơi luôn tại vì nền kinh tế đã chậm lại và khi nền kinh tế chậm lại đây các bạn sẽ thấy được là nó ảnh hưởng chung hết giống như là chúng ta có thể nghĩ đến là một công ty nào đó bây giờ là họ là thuộc cái ngành giống như là vận chuyển đi thì cái ngành đó bây giờ đang chậm lại thì có thể là các bạn nghĩ là đó là ảnh hưởng vận chuyển thôi nhưng mà không hẳn đâu khi mà những công ty đó có cái thu nhập ít lại thì đương nhiên họ cũng sẽ cắt giảm nhân viên, họ cũng sẽ cắt giảm cái tiền quảng cáo và cắt giảm tiền quảng cáo sẽ ảnh hưởng đến những công ty mà họ sống nhờ tiền quảng cáo như là Google, như là Facebook hay là công ty Meta thì đương nhiên sẽ ảnh hưởng chung hết các bạn thấy được là cái sự ảnh hưởng nó sẽ lan tỏa giống như là chúng ta nghĩ đến tăng lãi suất thì chỉ ảnh hưởng đến những công ty cho vay mà thôi những cái ngân hàng chứ đâu ảnh hưởng hết toàn bộ ngành kinh tế đâu không hẳn như vậy đâu các bạn thấy được là khi mà chúng ta có ít người mượn tiền mua nhà hơn tại vì lãi suất cao thì ảnh hưởng tới những cái công ty mà cho vay nhưng mà cũng ảnh hưởng tới những công ty mà xây nhà những cái công ty môi giới mua bán nhà cũng như là những cái công ty mà cung cấp dịch vụ xoay quanh những cái ngành đó các bạn thấy được là bắt đầu chúng ta đã nhìn thấy được có rất nhiều những cái thông tin không tốt liên quan tới nền kinh tế rồi thêm vào đó khi mà các bạn nhìn vào cái tài liệu liên quan tới công lãi suất ở Hoa Kỳ thì các bạn sẽ nhìn thấy được là chúng ta đang nhìn một cái tài liệu liên quan tới công cái phiếu 10 năm lãi suất là bao nhiêu trừ cho công trái phiếu 2 năm lãi suất là bao nhiêu thì đối với lại một cái uh, thị trường không thường đó các bạn sẽ thấy được là công trái phiếu 10 năm thì đương nhiên là phần trăm lãi suất phải cao hơn tại vì các bạn đầu tư các bạn mua trái phiếu với cái thời gian dài hơn thì các bạn cần phải có được phần trăm lãi suất cao để có thể là tương ứng với lại cái thời gian các bạn lóc lại khi mà mua trái phiếu đó cũng tương tự khi mà mua trái phiếu 2 năm thì cái phần trăm lãi suất sẽ thấp hơn đó là thị trường thông thường cho nên khi mà chúng ta nhìn thấy được cái đường màu xanh trên màn hình đó, mà nó ở trên con số 0 có nghĩa là lãi suất 10 năm, lãi suất đó thì cao hơn là lãi suất của công trái phiếu 2 năm. Nhưng mà các bạn đã nhìn thấy một hiện tượng gì xảy ra. Bắt đầu đó rất rõ ràng, chúng ta đã thấy được là có một cái thời gian ngắn là cái đường màu xanh này nằm dưới con số 0. Đó chính là Thời gian là khoảng chừng là tháng 4 của năm nay. Nhưng mà sau đó chúng ta đã được là đã trở lại hơn con số 0. Nhưng mà rất rõ ràng là sau đó khoảng chừng là ngày 8 tháng 7 đó các bạn. Và từ lúc đó tới bây giờ các bạn đã được là cái đường màu xanh này đã nằm dưới con số 0 rồi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là lãi suất công trái phiếu 10 năm bây giờ trả lãi suất phần trăm còn thấp hơn cả công trái phiếu 2 năm nữa. Và đây là cái hiện tượng gì các bạn đã nhớ? Đây là hiện tượng đường công lãi suất đảo ngược hay là inverted yield curve có nghĩa là đây là điềm báo chúng ta sắp sửa có một cái suy thoái tài chính thường là sẽ xuất hiện trong vòng 6 tới 12 tháng các bạn và các bạn sẽ được chúng ta tiếp tục thấy cái đường cong lãi suất đảo ngược này ra càng đi xuống sâu hơn nữa đây là một điều mà nhiều người rất quan tâm tới và đương nhiên mọi người bây giờ đó đang rất là chú tâm vào cái tài liệu sẽ được chia sẻ vào ngày thứ ba tuần sau ở Hoa Kỳ vào lúc 8 giờ rưỡi sáng giờ New York có nghĩa là năm rưỡi sáng giờ Cali đó chúng ta sẽ có cái thông tin liên quan đến CPI có nghĩa là phần trăm lạm phát của Hoa Kỳ nhưng mà nào mà ở Việt Nam đó các bạn sẽ có thông tin này vào 8 giờ rưỡi tối ngày thứ ba ngày 13 tháng 12 ở Việt Nam và các bạn đã biết là phần trăm của CPI đã giảm liên tục hai tháng nay các bạn đã thấy là cái lần cuối cùng chúng ta nhận được đó là phần trăm này là 7.8% đã giảm xuống dưới 8% rồi và lúc đó các bạn đã biết là thị trường cũng có rất nhiều cái sự lạc quan rồi chúng ta cũng nhận được cái thông tin đến từ Fed là cái đợt tăng lãi suất sắp tới đây đó thì sẽ tăng cái phần trăm thấp hơn Fed vẫn chưa có hứa là khi nào sẽ ngưng tăng và đó là điều mà nhiều người đang muốn biết ở Fed là Fed nghĩ là tới mức nào đó mới ngưng tăng nhưng mà chúng ta sẽ biết trước hết lập phần trăm CPI vào ngày thứ ba và đó cũng là cái ngày đầu tiên mà Fed họp sau đó một ngày sau ngày 14 tây chúng ta mới biết cái thông báo chính thức là Fed sẽ có những quyết định gì liên quan tới lãi suất lần này cũng như là năm 2023. Nếu như các bạn hỏi Thuận, Thuận nghĩ sao về CPI lần này sẽ giảm hay là tăng? Thì đương nhiên bản thân của Thuận là không có hết tất cả những cái tài liệu cần thiết để mà tính chỉ số CPI rồi Nhưng mà những gì mà Thường có thể nhìn thấy được thì uh, Thường chia sẻ với các bạn Đầu tiên hết chúng ta hãy nhìn vào một trong những yếu tố mà nhiều người quan tâm đó chính là cái giá xăng các bạn Giá xăng đương nhiên chỉ là một phần của giá năng lượng mà thôi Nhưng mà giá xăng là một trong những yếu tố chúng ta thường hay nói đến Thì các bạn đã thấy được là liên quan tới giá xăng ở Hoa Kỳ thì chúng ta đã thấy được là giá xăng tiếp tục giảm xuống Tính tới ngày 6 tháng 12 đó, những ngày hôm nay các bạn thấy được là giá xăng tiếp tục giảm xuống và đã trả về cái mức theo thường thấy đây là trả về cái mức khoảng chừng là tháng 2 của năm nay, sau khi mà các bạn thấy được là cái giá xăng trung bình ở Hoa Kỳ đã tăng lên rất là mạnh luôn các bạn thấy là từ 3 đô hồi tháng 6 năm 2021 mà tăng lên tới mức là hơn 5 đô la trung bình ở Hoa Kỳ đương nhiên đây là cái giá trung bình mà thôi tùy theo là các bạn đang ở tiểu bang nào thành phố nào thì cái giá nó sẽ khác nhau nhưng mà các bạn thấy được là cái phần trăm tăng trưởng rất là chóng mặt luôn, từ 3 đô mà lên tới 5 đô đó chính là khoảng hè năm nay hồi đầu tháng 6 của năm 2022 nhưng mà sau đó các bạn đã thấy được là cái giá xăng thực sự đã giảm mạnh xuống và bây giờ vẫn đang tiếp tục trên con đường giảm xuống cái mức giá hiện bây giờ đó là chỉ khoảng các bạn thấy được là 3.3 đô la trung bình cho một gallon mà thôi và đó là cái giá xăng, còn những mặt hàng khác thì sao? Thì một trong những trang web chúng ta đã theo dõi một thời gian đó chính là Trueflation. Thì đây là cái trang web tư nhân, không phải là trang web của chính phủ, nhưng mà họ cũng dựa vào một số những tài liệu mà họ thu thập được, họ dùng khoảng chừng là 30 dữ liệu khác nhau để mà tính phần trăm lạm phát. Thì các bạn thấy được là đương nhiên phần trăm này nó không có tương đương với cái phần trăm CPI chính thức nhưng mà nó ít nhiều gì cũng cho chúng ta à, một cái cách nhìn về xu hướng lạm phát như thế nào. Thì nếu chúng ta nhìn vào tài liệu này đó một tháng trước thì phần trăm lạm phát của Chuflation tính hết tới cái mặt hàng mà họ có thể tính bên dưới này đó thì chúng ta thấy được là họ tính là 7.12% và một tháng sau thời điểm bây giờ là họ tính là 6.16% có nghĩa là xu hướng dựa theo những tài liệu họ có thể thu thập được đó, thì phần trăm lạm phát đang giảm xuống cho nên như các bạn hỏi Thuần thì Thuần vẫn nghĩ là chúng ta có khả năng là thấy chỉ số CPI giảm nhiều hơn là tăng Tôi nghĩ là chúng ta sẽ thấy phần trăm dưới 7.8% sẽ giảm xuống nữa Giảm bao nhiêu thì Niên thông không nào biết được Nhưng mà tôi nghĩ là xu hướng vẫn sẽ tiếp tục giảm Và đương nhiên điều này đã rất là quan trọng Tại vì đây là cái thông tin mà Fed sẽ xem xét Cùng với lại những tài liệu mình Thuân sắp sửa chia sẻ với các bạn Liên quan tới nền kinh tế bất ổn Cũng như là những gì chúng ta đã biết trong vòng mấy ngày qua Thì Fed sẽ có quyết định gì trong cuộc họp trong vòng một tuần nữa à, Chúng ta sẽ biết cái thông tin cuộc họp của Fed vào ngày 14 tháng 12 các bạn. Và chúng ta nhìn bên dưới này thì cũng tương tự như hôm qua, phần lớn mọi người đã dựa theo uh, tài liệu hợp đồng tương lai của CME, 77% nghĩ là Fed sẽ tăng lãi suất là, là 0.5% và thuần bây giờ thì cũng đang nghiêng về cái hướng đó là Fed sẽ tăng 0.5%. Nhưng mà Fed tăng bao nhiêu như đã thường đã chia sẻ với các bạn là không quan trọng bằng là năm 2023 này Fed sẽ còn tăng thêm bao nhiêu lần nữa. Và Thuận thì vẫn có lòng tin là Fed sẽ ngưng tăng nhanh hơn là nhiều người nghĩ Các bạn thấy được là gần đây đã có một số những thông tin nói là Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất có thể hết năm 2023 Thậm chí là qua tới quý 1 của năm 2024 luôn Thuận thì không nghĩ gì đâu các bạn Chúng ta nhìn vào chỉ số core CPI đó thì cũng khoảng 5% mà thôi và đối với là John Powell thì ông ta cũng nghĩ là phần trăm lạm phát thực sự của tất cái mặt hàng không tính những cái mặt hàng mà tăng đột biến tại vì lý do liên quan đến chiến tranh hay là liên quan tới tắc nghẽn cái đường lưu thông hàng hóa thì những cái đó nó sẽ tự giải quyết theo thời gian nhưng mà nếu tính chung phần trăm lạm phát đó thì chủ tịch John Powell đã từng nói là ông ta nghĩ cũng đâu đó khoảng chừng là năm phần trăm và cái lý thuyết trước đây đó là nếu như muốn đẩy lùi lạm phát thì cái phần trăm lãi suất phải hơn phần trăm lạm phát thì mới đẩy lùi được chứ nếu như mà phần trăm lạm phát cao tới mức là năm sáu phần trăm mà các bạn chỉ tăng À, lãi suất lên tới là 3 4% thì làm sao để đuôi lạm phát được? Phải cao hơn cái số đó. Thì bây giờ cái số đó đang ở mức là đâu đó là 5%. Nếu như mà chúng ta tin đó là sự thật đó thì Fed cần phải tăng hơn 5%. Bây giờ đó phần trăm đã là 4% rồi các bạn. Nếu như tăng trong cái đợt hợp một tuần này đó tăng 0.5 thì chúng ta ở mức 4.5 như các bạn đã biết. Thì nếu như mà chúng ta nói gì thì cả năm sau tăng chỉ khoảng là 1% mà thôi. Cho nên thuận thì có lòng tin là Fed sẽ ngưng tăng lãi suất sớm hơn là nhiều bạn nghĩ. Và nhất là đối với nhiều cái thông tin là kinh tế đó thật sự là đang bất ổn Chúng ta thấy được tiếp tục hôm nay Công ty BuzzFeed đây là công ty mà họ cung cấp những cái thông tin Thực ra mà nói thường cũng ít xem BuzzFeed lắm các bạn Đây là một công ty mà đối với thường thì cũng đang trên con đường đi xuống Nhưng mà hôm nay họ lại ra quyết định đã cắt giảm thêm 12% Có nghĩa là 180 người Chúng ta tiếp tục thấy à, ngay cả ngân hàng Morgan Stanley Ngân hàng Morgan Stanley đã đưa ra thông báo là họ sẽ cắt giảm 2% 2% không xem là nhiều lắm nhưng mà các bạn thấy được là ngân hàng này đó, họ có tổng cộng là 81.567 nhân viên các bạn, 2% là khoảng 1.600 nhân viên rồi. Và những người nào mà theo dõi kênh từ năm 2017 đến thì cũng đã nhớ là có một thời gian dài là Thuận tư vấn cho ngân hàng Morgan Stanley ở Wall Street các bạn, ở Full Water, ở New York, lúc mà Thuận còn làm cho KPMG. Và sau đó, đó thì Thuận về Cali rồi đi tư vấn cho công ty Google hay là Alphabet ở Barclays đó nhưng mà ở morgan stanley các bạn đã nhớ là có một số video đã thường đã quay ngay cái biểu điện của morgan stanley luôn và đương nhiên morgan stanley không phải là ngân hàng duy nhất sa thải nhân viên đâu các bạn thấy được là seagroup barclay cũng đã có những động thái tương tự rồi tại vì sao đương nhiên là phần trăm lãi suất đang tăng cao nhu cầu vay mượn bây giờ là không còn như xưa nữa chúng ta cũng có một công ty khác thông báo sẽ tiếp tục cắt giảm nhân viên để chính là game stop các bạn game stop bây giờ chúng ta chưa nhận được cái thông tin chính thức là họ sẽ sa thải bao nhiêu nhân viên nhưng mà họ sẽ tiếp tục sa thải nhân viên Thứ nó tiếp tục tại vì những công ty này đã, đã từng sa thải nhân viên cái tay mấy tháng rồi các bạn Họ sa thải nhân viên nhưng mà bây giờ tình hình tệ hơn họ lại phải sa thải nhân viên tiếp tục nữa Đây là những dẫn chứng cho các bạn thấy được là tình hình nó đã bắt đầu bất ổn rồi Thêm vào đó các bạn thấy được là PepsiCo cũng như vậy luôn Và cũng tương tự như là Beyond Meat hay là Coca-Cola họ cũng đã sa thải nhân viên PepsiCo đó họ nói họ sẽ sa thải một số lượng nhân viên không rõ là bao nhiêu nhưng mà PepsiCo đó có tới là 309.000 nhân viên lần các bạn và trong đó đó 40% là ở Hoa Kỳ rồi và cái số lượng nhân viên họ sa thải đó họ nói họ sẽ sa thải ở Chicago, Plano, Texas và Purchase New York đây là những nơi mà họ sẽ sa thải nhân viên cho nên Bây giờ mọi người đều đang nhìn vào cuộc họp kế tiếp của Fed Đối đầu với những thông tin như thế này đó Nếu như mà Fed còn cương nữa Thì uh, thị trường sẽ rất là tệ đó các bạn Người ta sẽ rất là lo lắng luôn Ngày hôm đó, đó Thuận sẽ tường thuật trực tiếp Nếu có thể là uh, về những gì mà Fed chia sẻ Ở trên uh, Twitter cũng như, như mạng xã hội Các bạn nhớ theo dõi nha Thì mà có thông tin Thuận sẽ chia sẻ với các bạn và một số những tài liệu khác nữa các bạn thấy được là chúng ta nhận được thông tin đến từ tsmc đây là cái công ty mà làm những con chip điện tử đó đến từ đài loan thì các bạn thấy được là bây giờ chúng ta đã có thêm thông tin là công ty tsmc đã tiếp tục đầu tư thêm vào Hoa Kỳ và gây dựng thêm một cái nơi làm chip lớn ở Arizona. Mới đầu là họ nói họ sẽ đầu tư để mà gây dựng cái công xưởng làm chip ở Hoa Kỳ là 12 tỷ đô la, bây giờ họ tăng lên tới 40 tỷ và sẽ có hai cái xưởng làm chip tại Hoa Kỳ và những cái nào mà không rành thì hiện bây giờ tất cả những gì mà các bạn sử dụng từ xe cho đến điện thoại di động thậm chí là microwave hay là cái lò vi sóng tới những cái thiết bị y tế hay là thậm chí bây giờ các bạn sử dụng tủ lạnh cũng cần những con chip điện tử và những con chip điện tử này đó cực kỳ quan trọng luôn nhất là những cái con chip mà nó có cái tính tính toán cao sử dụng trong những cái như là ai có nghĩa là trí tuệ nhân tạo đó thì cực kỳ quan trọng và sử dụng rất là nhiều ở trong những cái như là vũ khí của quân đội cho nên các bạn đang thấy được là cách đây không lâu đó thì chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi đã bay tới Đài Loan và tôi nghĩ một trong những lý do chính thức đó đó chính là bắt tay với lại TSMC để cho họ có thể có công xưởng làm chip tại Hoa Kỳ và dựa theo những gì mà chúng ta thấy đó thì hai công xưởng này khi mà bắt đầu hoạt động đó thì sẽ cung cấp đủ tất cả chip cho người Hoa Kỳ và những công ty Hoa Kỳ sử dụng có nghĩa là cho dù chuyện gì xảy ra ở Đài Loan đi nữa giống như nhiều bạn đã nói là khả năng là chúng ta sẽ có một trận chiến giữa Đài Loan và Trung Quốc cho dù đó xảy ra nữa đó thì Hoa Kỳ cũng sẽ không bị ảnh hưởng tại vì họ vẫn sẽ có những công xưởng làm chip tới đây. Và hôm nay chúng ta cũng thấy cái thông tin đến từ CEO của Apple là Tim Cook. Thì uh, Tim Cook sẽ nói là sau khi mà hoạt động đó, thì công ty Apple sẽ mua những con chip đó làm tại Hoa Kỳ chứ không phải là nhập chip từ Đài Loan nữa. Đây cũng là những dẫn chứng cho các bạn thấy được là Hoa Kỳ thật sự là muốn sở hữu cái công nghệ làm chip ngay tại Hoa Kỳ và không có muốn lo lắng về Đài Loan nữa có thể là các bạn không biết khi mà chúng ta nhìn vào một số những mặt hàng đó thì tuy là Hoa Kỳ là một nơi mà các bạn thấy rất là đắt đỏ các bạn mướn người thì có nhiều luật cũng như là mướn người đó thì rất là mắc tiền cho nên phần lớn những mặt hàng đã là người Hoa Kỳ nhập từ bên ngoài vào nhưng mà thật ra vẫn có rất nhiều mặt hàng Hoa Kỳ vẫn tự sản xuất các bạn trong đó là những mặt hàng mà gọi là cực kỳ thiết yếu để mà bảo vệ Hoa Kỳ luôn chúng ta thấy được là nhìn vào những cái công ty mà làm súng đó các bạn sẽ thấy được là khi chúng ta nhìn vào những công ty mà làm vũ khí nổi tiếng thì các bạn nhìn thấy được là trên cái danh sách này đó phần lớn những công ty này là đến từ hoa kỳ các bạn và vũ khí được tạo ra tại hoa kỳ lý do tại sao thì các bạn cũng có thể dễ hiểu rồi đương nhiên không có lý do gì mà một quốc gia như là hoa kỳ lại muốn dựa vào một quốc gia khác để mà tạo ra vũ khí cho mình mặc dù là có thể tạo ra với cái giá thấp hơn nhưng mà thứ nhất là công nghệ tạo vũ khí phải được bảo mật thứ hai nữa là đương nhiên là không muốn dựa vào một cái quốc gia khác để mà đưa mình vũ khí rồi và ngoại trừ vũ khí các bạn thấy được chúng ta cũng có rất là nhiều lương thực được tạo ra tại Hoa Kỳ. Chúng ta nhìn vào cái bảng thống kê này đến từ tháng 8 của năm nay à, từ Investopedia thì họ đã xếp hạng những cái quốc gia mà tạo ra nhiều lương thực nhất. Các bạn thấy là chúng ta có Trung Quốc, kế đó là Ấn Độ và thứ ba là Hoa Kỳ các bạn. Hoa Kỳ vẫn là một quốc gia mà tạo ra rất là nhiều những cái lương thực. Cho nên các bạn thấy được là những cái thứ thiết yếu như là lương thực, như là vũ khí thì tạo ra tại Hoa Kỳ Và cái thông muốn chỉ ra đây đó chính là bây giờ chúng ta thấy được là những con chip sử dụng trong công nghệ đó cũng được tạo ra ở Hoa Kỳ cho các bạn thấy được cái tầm quan trọng của những con chip này như thế nào xếp vào hạng an ninh quốc gia đó các bạn và đó là những cái thông tin kinh tế nói chung chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nó tới một số những thông tin liên quan đến crypto đi Go, yo. yo. I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a